Hơi cao rồi, xin lỗi mọi người, chúng ta sẽ finish ở đây. Được rồi, anh cảm ơn. Thì tốt thôi. Ôi, sút mãi chả vào này. Chơi trò khác đi. Chơi mãi ở cái tránh okay, chơi trò khác đi, có gì mới đâu. Chơi trò gì? Anh nhìn mày giống cái gì? Chơi cho con mực à? Cái phim gì? Squid Game á. Squid Game rồi ơi. Ảo đẹp ông đấy. Ảo. Chơi đấy. Chơi trò gì? Squid Game có trò gì ta? Đèn xanh, đèn đỏ. Ở đây đèn đỏ đây rồi. Đèn đỏ đây. Đèn vàng đây. Đèn xanh. Nhưng mà em nghĩ là bình thường trong cái game ấy nó em thấy nó dễ quá. Bây giờ mình có bóng hay là mình chơi cả bóng vào đây. Tức là anh em mình rơi bóng xong anh em mình. Nó lại là hợp lý luôn nè mày. Thì mình chơi game chơi luôn đi anh em ơi. Chơi luôn nè mày. Quẩy đi em ơi. Tôi không phục ban tổ chức. Chơi thế mà chơi được, em không tính em phục đâu. Em đi quả đẹp như thế mọi người. Chơi khác đi. Anh chơi kém nữa. Chơi khác đi, trò này không hay. Chơi kém. Okay, chơi khác đi. Chơi. Bây giờ chơi bách kẹo đường đi cho nó nhẹ nhàng. Chơi luôn. Chơi không? Rồ quên luôn. Quả này thắng chắc. Quả này thắng chắc. Quả này thắng chắc luôn. Phúc đã chuẩn bị sẵn cho anh em ấy rồi. Ok chưa? Bây giờ quả chủ tì đi. Ai thắng chọn trước. Ok. Ok. Okay. Luôn 4 người đi. Đúng rồi. Nhiều giấy bị anh nhà. 1 2 3. 1 2 3 nha. 1 2 3. Như nào là chúng ta sẽ. Đúng rồi. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Em đầu tiên. Em chọn thứ 3. Anh chọn đầu tiên. Anh bet. Anh thấy là cái hình này chắc đẹp đấy. Chắc hình này dễ đây. Anh chọn này. Mày chết. Ok. Anh đi chọn đi. Gần mình nhất. Đến Hải. Rồi bây giờ từng người mở 1 nha. Bà Bích đi trước nha. Tình hình này là hình của mình là khó nhất mọi người ạ. Hình tam giác rất khó. Hình của Hải có vẻ dễ nhẹ. Em đang chơi anh à. Mày cái thằng đã nói phép thì còn nói đúng. Cho anh à. Hình con chim. Hồi nãy sút lên trời nhiều quá. Rớt mấy con chim. Liệu có ai liếm không? Liệu có ai liếm không? Hình như nghe nói trong phim là liếm là được ấy mọi người ạ. Bây giờ là chơi được chưa? Sẵn sàng chưa mọi người? Ok em sẵn sàng rồi. Ok này. Cái bẻ luôn. 3, 2, 1, bắt đầu. Ok bắt đầu mọi người ơi. Trời ơi. Chơi kiểu đấy à?
Chết tôi rồi, làm sao mà tôi có thể qua được 10 phút đây? Cơ mà. Không, 10 phút không chơi nổi đâu. Còn chết tôi rồi, còn này nó khó quá. Lúc sắp hết giờ tao sẽ mẻ. Chưa liều. Lúc này nó lên hết giờ nó mẻ lắm rồi. Úi dồi, chưa đổi nó ghế rồi. Ôi phúc nó. Dạ ngọt đấy em, ăn kẹo đi mà ngon. Cái của thằng Phúc dễ vãi luôn. Đi đâu anh? Đấy, nhưng mà của anh là gãy là có tổ chức em ạ. Ôi, không liếm được kìa. Tử là ông liếm được. Ông Hải, ông Hải còn khắc. Ông Hải còn khắc chỗ mà không coi. Kẹo ngon mọi người ạ. Vãi không? Trời ơi, làm sao có thể qua được game này. Chắc bắn chết cho rồi. Có đang đi đúng chiến thuật hay không? Xong. Mình là 001 mọi người nhé, mình trùng cuối. Yeah. Hồi nãy chơi ăn gian đúng không? Ăn gian gì? Có đồ, có đề bài rồi. Vậy chưa? Có người lót đề bài cho rồi. Đúng rồi mà. Mới này ơi. Mới đây, mới đây. Bên nào bây giờ mình xem anh em còn lại như nào nào. Chơi lấy cái... Ủa, cái chỗ này dày quá. Em lấy gì đục được, em lấy cái gì cũng được. Miễn là ấy được. Ok, mình đã tìm ra hướng đi của mình. Ôi, anh tụng vẹn mấy miếng thì anh lên em ơi. Anh giả vờ ấy, anh biết là người giả vờ. Rất nhanh mọi người ơi. Mày trẻ sớm mới giống lúc mày thấy. Thế quên. Là chắc mà bền. Thật là bền. Như vậy là theo mình suy đoán thì khả năng là anh Tùng đang đi đến vị trí thứ hai rất nhanh. Vâng. Anh ấy đúng là đi ra vích nhưng mà vẫn đi sau mình. Và vích về sau thôi. Ui Hải. Ôi nhưng mà gãy rồi. Đây là gãy rồi. Trời ơi. Hải bị gãy rồi mọi người ạ. Kêu. Thông. Bấm. Bấm rồi. Mình tạm giác đẹp. Ôi. Mày quá. Mẹ, tôi biết ngay cái chỗ này khó nhất mà. Quá đau lòng. À, vâng, Quang Hải vẫn tiếp tục là đục đéo, không biết là hình gì nữa đây. Quả, chắc nó ở đây không? Giống nói chung là khá đẹp, không? Khá đẹp. Được không? Nhưng mà mày bị mất một mẩu tí rồi đúng không? Nói chung là... Thôi, ok rồi. Như vậy là chúng ta đã trải qua cái game đấu thứ hai này rất là vui. Cùng với 4 anh em. Rồi. Chúng ta là người chung cuộc cả đúng không? Tất cả chúng ta hãy đứng dậy lên nào. Có anh là ba bích thì là anh chuyển thành hàng ba cơ rồi. Đứng dậy nào, đứng dậy nào, anh em ơi. Như vậy là hôm nay chúng ta ở đây thì không có ai là người chung cuộc cả. Tùng ơi, vậy đi anh. Đừng chung cuộc như thế. Đây nó nói rồi. Anh ơi, đừng có thế. Đúng rồi, bạn của mày. Như vậy là tổng kết lại cái game đấu số 2 này thì... với màn hình tam giác thì mình đã vượt qua được may mắn vượt qua được 3 chàng trai còn lại của chúng ta ngày hôm nay. Rất là vui. Đây là một cái hình cũng rất là đẹp của Quang Hải mọi người nhé. Hình này thì chắc là giống một cái gì nhỉ? Đây là san hô. San hô. Hải san hô mọi người nhé. Vâng, còn đây là anh Tùng Tim à? Đâu, tao chuyển thể từ Barbie sang Barker mà. Tùng Barker mọi người. Ok, còn đây là anh Thi bổ câu rồi nhá. Ok. Nói chung là hôm nay anh em mình chơi có thắng có thua nhưng mà rất là vui. Và sẽ có một mày thắng là mày chả vui. Có thắng có thua. À, có một bí cho mọi người là ở hai game đấu vừa xong thì mỗi một game chúng ta sẽ có một phần thưởng, đó là 2 triệu đồng. Và ở game đấu đầu tiên thì Quang Hải là người chiến thắng. Không phục. Và game đấu số 2 Đông Kinh Công là người chiến thắng. Như vậy là Hải san hô và Phúc tam giác đã chiến thắng mọi người nhá. Phúc tam giác. Yes. Và cảm ơn dầu nhất kích, dầu nhất số 1 của Hàn Quốc đã tại chương trình này. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Buồn đi anh. Tao không phục đâu mà.